về timing này. Timing tức là gì? Nhiều anh em không hiểu khái niệm timing. Timing tức là cái điểm rơi khi nào thị trường nó có dấu hiệu rung lắc và điều chỉnh. Ở trên thị trường nhé. Các bạn chỉ cần biết được là khi nào thị trường có rung lắc điều chỉnh là các bạn đã thành công khoảng 70% rồi. Điều đấy là quan trọng đấy. Nhá. Điều đấy là rất quan trọng. Thành công khoảng 70% rồi. Thì cái timing ấy, tức là cái thời điểm mà thị trường nó tăng hay nó giảm, tức là cái thời gian ấy. Timing này nó không đồng nghĩa việc là về điểm số nó sẽ về bao nhiêu. Timing này chỉ timing được về mặt thời gian thôi. Ở quanh cái vùng đấy thì anh em nên cẩn thận một chút. Ở quanh cái vùng đấy thì anh em nên mua vào đi. Đấy. Ở quanh cái vùng đấy thì anh em nên gom cổ phiếu đi. Kiểu là như thế. Ví dụ như cái clip 1.000.000 view cuối năm ngoái mình timing cho anh em. Đó là tầm giờ này năm nay này, tầm tháng 6 này. Là cái thời điểm để mua gom dài hạn đẹp nhất. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 là thời điểm mua gom cho chu kỳ dài hạn đẹp nhất. Vì nó đồng nghĩa với cái đỉnh của lãi suất Fed. Cộng với bây giờ Việt Nam khi mà hạ nhiệt lãi suất đến lần thứ 4 rồi thì nó tạo dư địa rất là nhiều cho chúng ta mua gom dài hạn cho năm sau nữa. Thì đó gọi là timing. Chứ cái hồi đó mình không thể biết là chỉ số VN-Index ở đây là bao nhiêu. Tức là có thể là mua ở điểm số thì phải mua ở lúc 873 cơ, mới là đẹp nhất cơ. Bắt đúng đáy cơ. Nhưng về timing, có thể là bạn phải mua ở trên 1.001. Chứ không phải là bạn mua được ở 873. Timing là gì? Là thời gian mua hoặc bán nó hợp lý nhất. Chứ không đồng nghĩa là nó chính xác đúng nhất. Cả nhà hình dung không ạ? Nhá. Có thể là timing ở đó là phải rung rũ vậy thì anh em nên hạ bớt tỷ trọng. Hạ bớt tỷ trọng nhá. Đối với một vài con nó còn tăng tiếp cơ. Vì thế là cái timing này không đồng nghĩa với việc là nó là chén thánh. Nó là một cái công cụ gọi là điều tiết mọi thứ. Không phải. Nó chỉ là một cái để chúng ta cẩn trọng hơn trong những cái việc quản trị tài khoản của mình. Làm sao cho nó hợp lý. Vào ra cho nó hợp lý. Đấy. Thế thôi. Đơn giản thế thôi. Nó không đồng nghĩa với việc là điểm số nhé. Đấy là câu chuyện timing. Nhiều anh em chưa hiểu thì mình giải thích cho nó cụ thể như thế. Thì về timing ấy, thì không thay đổi. Timing quanh 2 tuần tới thì nếu có điểm mua cả nhà có thể mua cho ngắn hạn được. Tỷ trọng nếu cổ phiếu chỉnh về vùng mua có thể mua lên quanh 70% tài khoản. Nhưng tuần đầu tháng 7, tức là sau cái tuần đầu tiên tháng 7, tức là sau ngày mùng 7 ấy, tức là sau ngày mùng 10 ấy được. Thì cả nhà nên cơ cấu về khoảng 30% tài khoản, chờ sức mua cho một nhịp lớn quý 3 tới. Cả nhà nốt lại nhé, nốt từ 19 tháng 6, tức là mình nốt từ ngày hôm qua là cái timing này. Đấy, trong nhóm khách hàng.